1000 người đăng ký đủ thép World và hơn 25 video về nó. Thế nên là hôm nay tôi sẽ quyết định phá hủy 1000 chiếc xe trong đu thép World để chúc mừng. Tôi sẽ đứng đây tôi bắn 1000 chiếc xe mà sao nãy giờ không thấy chiếc nào hết vậy ta? Mấy chiếc này hình như rất sợ tôi rồi ấy. Nhưng tôi dừng lại không thấy chiếc nào hết. Help me. Vô lý. Ui, what? Đâu? No. Ôi, ngàn chiếc cũng khó lắm đấy anh em à. Mà tôi sẽ cố gắng làm hết sức anh em. Ui. Vai. Hai chiếc này, còn cảnh sát trên đầy nè, hai đứa luôn anh em ạ. Đây là cái điều khá là khó khăn khi mà thực hiện ăn mừng theo kiểu này. Khi bạn bắn vô chiếc xe, cảnh sát nó sẽ tới. Tôi phải tiêu diệt tất cả cảnh sát nếu mà tôi muốn bắn tiếp. Khá là khó anh em ạ. 3 Good. Toàn là cảnh sát không à anh em ạ. Đây coi chiếc của tôi, thôi bắn luôn đi. 4 này. Đúng. Yep. 5 chiếc. 9 nha. 6 chiếc này. 7 chiếc luôn. 8 9 10 yeah. 10 chiếc đó anh em. Chúng ta còn 990 chiếc nữa. Tôi đã thử gọi hai taxi nhưng mà khi gọi ra quá nhiều thì nó sẽ lag. Nhưng mà đây cũng là một cách để đạt tới mục đích là 1000 chiếc đấy. Wow. Đây là 80 chiếc. Oh my god. Nó bay kìa anh em ạ. 80 chiếc của tôi đấy. Chắc tôi phải diệt hết đống này, không biết tôi diệt được nhiêu chiếc đây. Thật sự khó anh em ạ, đang bắn thì bị bắt. Ở đây khá là nhiều xe, sau khi mà tôi bắn xong thì không thấy chiếc nào hết anh em ạ. Nói chung là tôi dừng lại thì chả thấy luôn á. Ơi, có mồi ngon thì phải. Thấy, tụi nó đi mất luôn hết rồi. Cứ mỗi lần tôi ra là tụi nó đi mất. Ở đây có nhiều xe nè, cũng được, cũng ổn nè anh em ạ. No. Again? What? Đến sân bay. Lấy máy bay tới cái chỗ mà tôi có thể farm được. Chính là cái chỗ này đây. Tôi nhảy hụt luôn. Nhưng mà tôi có cách khác để lên được chỗ này anh em ạ. Yup. Mm.
Hết đạn rồi anh em ạ, giờ tôi phải gọi chiếc xe tăng ra thôi anh em ạ. Có vẻ là có xe tăng mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, nhưng mà tôi vẫn bị bắn xuyên qua anh em ạ. Vô lý vãi, toan nha, nó đừng có bắn tôi là ok anh em. Ất vô đưa. What the fuck? Mẹ, ngồi đáp ngầu vậy. Finish him. Hey. Ho. What? Yo 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 yo. Nó đâu rồi nha? Nó chở tôi đi khá là xa. Tôi sẽ dùng mã code 2 taxi và mỗi lần tôi sẽ gọi ra 20 chiếc để tôi bắn anh em ạ. Mà chịu hồi ra 20 chiếc taxi thì cũng là một cách anh em ạ, cũng khá là nhanh luôn ấy, nhưng mà đổi lại là cảnh khác cũng khá là nhiều, nguy cơ cũng mất mạng cũng khá là cao, nên là vẫn xài cách đó anh em ạ. What the hell?
Tôi mới tìm được cách mới anh em ạ, đó là để xe trong cái nhà bowling này và để được nhiều xe và bắn nhiều hơn nữa anh em ạ. Khá là ngầu. Còn dư mấy chiếc anh em ạ, bắn nốt nha. Vô trong đây khá là ngầu luôn anh em ạ, rất là nhiều xe bị nổ, khá là đẹp. What the? Có lẽ ở đây là một cái điều hơn anh em ạ, mà tôi có thể lên đây và tôi có thể farm những chiếc máy bay được. Khoảng 1000 chiếc xe đã bị khóa hủy. Đấy là cách ăn mừng của tôi đấy. Cảm ơn anh em nhé.